chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khai Quang Vật Phẩm Phong Thủy. Hôm nay thì sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết cái vận hạn của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Trong năm 2021 có những vận hạn gì và cách hóa giải ra sao đối với lại vật phẩm phong thủy có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo này quý vị nhé. Như quý vị đã biết thì trong 12 con giáp thì rồng là một con vật mà đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống của mình. Họ có uy quyền, có địa vị. Tuổi Giáp Thìn là những người có khả năng giải quyết vấn đề, xoay chuyển tình huống rất là tốt. Trong những trường hợp cần thì đưa ra phán đoán nhanh chóng, chính xác. Họ là những người tiên phong đầu tiên đưa ra những cái ý kiến của mình. Tuổi Giáp Thìn thì thường có trách nhiệm với công việc được giao. Họ không bao giờ có thể khiến người khác thất vọng về mình. Tuổi Thìn mệnh hỏa trong từng hành động cử chỉ luôn toát lên cái vẻ nhanh nhẹn, tự tin và luôn trong tư thế là đón đầu với những khó khăn, thử thách. Mỗi khi đặt ra mục tiêu cho mình thì họ sẽ không vội vàng hấp tấp mà hỏng việc. Điều đầu tiên họ sẽ lập ra những kế hoạch từng bước một để có thể đi lên mà rất là vững chắc. Bước sang năm 2021 thì tuổi Giáp Thìn phạm phải phá thái tuế nên khó lòng yên ổn. Cộng thêm với hung tinh chiếu mệnh mang đến cho xui xẻo trong mọi sự nghiệp, từ sự nghiệp, tài vận cho đến tình cảm. Vậy thì không biết trong năm 2021 này, vận trình của con giáp Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ như thế nào? Cùng với đó là cách hóa giải vận hạn ra sao? Thì xin mời quý vị cùng theo dõi video để có thể biết thêm thông tin chi tiết nhé. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, tương phá với thái tuế, mà thái tuế là sao kiếp tài. Tuổi Thìn là sao thương quan, tạo nên cái vận khí khó hòa hợp. Năm 2021 của tuổi Thìn sẽ khá trắc trở. Trong sự nghiệp thì bị tiểu nhân quấy phá, khiến cho mối quan hệ với đồng nghiệp, với đối tác, với lại cấp trên sẽ gặp nhiều khó khăn. Bước sang năm 2021 Tân Sửu thì lại gặp phá thái tuế, chính vì thế mà bạn cần phải chuẩn bị cái tâm lý thật là tốt để có thể đón đầu những cái khó khăn, thử thách. Quan tắc hung tinh mang đến điều xui xẻo, bản mệnh nên bình tĩnh, dùng bất biến để ứng vạn biến. Tuổi Thìn thì vốn tâm cao, khí ngạo, làm gì cũng yêu cầu cái sự hoàn hảo. Chính vì vậy mà nên năm Tân Sửu thì bạn không nên tự kiêu tự ngạo quá. Quan trọng nhất là phải biết dừng đúng lúc. Và hơn hết là phải biết chăm lo sức khỏe cho bản thân, không nên dồn nhiều tâm lực quá vào thì sự nghiệp thì sẽ dẫn đến là có nhờ sức khỏe của mình sẽ không được tốt cho lắm. Do phạm phải hình thái tuế cho nên sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ không được như ý. Để hóa giải thì thái tuế thì con giáp này hãy mang theo bên mình một pháp khí phong thủy có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo Lục Giác. Quý vị thân mến, Minh Quang Pháp Bảo Lục Giác được làm từ bạc S990, là chất liệu được dùng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Vật phẩm Minh Quang Pháp Bảo này sẽ được thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Tâm linh Việt khai quang chỉ chú và xem ngày giờ cát lành cho bạn khi sử dụng. Minh Quang Pháp Bảo Lục Giác có tác dụng chiêu tài lộc, chiêu quý nhân, hóa giải mọi thị phi, hóa giải xung sát và kỵ tà hóa sát rất là tốt. Thế nên là các bạn nên đeo trong mình một pháp khí phong thủy như thế này. Mặt trước của Minh Quang Pháp Bảo có in hình bông sen đang nở rộ và có viên cầu pha lê là ở tâm sen. Viên cầu pha lê này trong suốt. Bạn nhìn từ phía sau, mặt sau cũng in hình bông hoa sen này. Mặt sau thì khi bạn dọi đèn pin hay là bạn nhìn trực tiếp bằng mắt sẽ thấy hiện lên hình Quan Thế Âm Bồ Tát và bài kinh kệ rất là rõ nét ạ. Từng cái đường nét rất sắc sảo. Bạn đang nhìn thấy cạnh bên không ạ? Sáu cạnh bên này sẽ in hình bộ lục tự Đại Minh Chú có tên gọi là Om Mani Padme Hum. Bộ lục tự Đại Minh Chú này rất nổi tiếng ở bên Tây Tạng, thần chú nổi tiếng ạ. Đẹp không ạ? Cái này thì trên này có một cái móc treo này. Bạn có nếu không thích dây da màu đen này, bạn có thể sử dụng thay thế bằng dây bạc cũng được. Cái vật phẩm này thì do nó nhỏ gọn, chỉ có 6g thôi, thế nên nam nữ đều có thể sử dụng được. Còn nếu bạn không muốn đeo cổ thì bạn có thể cho vào túi gấm rồi bạn cho vào ví, túi ví của mình nhé, để mang theo bên người cũng được.
Muốn thỉnh cái vật phẩm Minh Quang Pháp Bảo Lục Giang này, quý vị và các bạn có thể có 3 cách lựa chọn. Cách thứ nhất đó là hãy liên hệ trực tiếp với website phongthủymaymắn.vn. Cách thứ hai đó chính là để lại thông tin họ tháng ngày năm sinh, ngày tháng năm sinh và số điện thoại cụ thể thì có đội ngũ hỗ trợ tư vấn sẽ giúp bạn nhé. Còn cách thứ ba đó là hãy nhấc máy lên và gọi ngay từ số hotline 0989349119 hoặc số 0392936336 để có thể thỉnh vật phẩm này. Bạn có thể kết bạn Zalo cũng được nhé. Kết bạn Zalo để có thể có nhân viên chăm sóc tư vấn cho bạn. Đó, rất là đẹp. Các bạn muốn cải vận thì hãy thỉnh luôn cho mình một cái vật phẩm phong thủy có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo này. Chúc quý vị và các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Và đừng quên mang theo Minh Quang Pháp Bảo Lục Giác bên người. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào.